Thực đơn giảm cân trong 7 ngày giảm 4-5kg an toàn và hiệu quả. Anh chị nào đang cần giảm cân thì hãy lưu ngay lại cái thực đơn này nhé. Với cái chế độ ăn giảm cân trong vòng 1 tuần thì anh chị sẽ cảm thấy cân nặng của mình giảm đi rõ rệt đấy. Cùng Trang xem có gì trong thực đơn này nhé. Ngày thứ 1 là bữa sáng hãy uống 1 ly cà phê, 1 lát bánh mì bơ đậu phộng, ít đường, nửa quả cam. Bữa trưa 1 ly trà xanh, 1 lát bánh mì nướng, 1 hộp cá ngừ. Bữa tối thì 100g thịt, chúng ta nên sử dụng thịt trắng như là ức gà hoặc là phi lê cá nhé. 100g đậu cô ve, 2 quả chuối, 1 quả táo. Ngày thứ 2 là buổi sáng, 1 lát bánh mì nướng, 1 quả trứng luộc, 2 quả chuối. Buổi trưa thì chúng ta hãy ăn 1 chén phô mai tươi loại ít béo, 5-7 miếng bánh mặn, 1 quả trứng luộc. Buổi tối thì hãy ăn 2-3 cây xúc xích, 50g cà rốt luộc, 50g bông cải xanh, 2-3 quả chuối. Ngày thứ 3, buổi sáng, 1 lát bơ, 1 quả táo, 5-7 miếng bánh mặn. Buổi trưa, 1 lát bánh mì nướng, 1 quả trứng luộc. Buổi tối, 1 hộp cá ngừ, 2 quả chuối, 1 viên kem vani. Ngày thứ 4, buổi sáng, 1 ly sữa và 1 quả chuối. Buổi trưa, 1 đĩa salad trộn, 1 quả táo, 2 ly nước. Bữa chiều, 1 chén xúc rau củ nhỏ. Buổi tối, 1 đĩa su su và củ cải luộc, 1 quả ổi, 2 ly nước. Ngày thứ 5 thì buổi sáng hãy ăn cà chua bi, đậu que luộc và 2 ly nước. Buổi trưa thì 1 chén cơm, gạo lứt kèm ức gà luộc và 2 ly nước. Bữa chiều, salad, cà chua và rau mầm, 1 ly sữa chua. Buổi tối, canh rau củ và 1 ly nước. Những thực đơn ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì Trang có để ở trên màn hình của video này, các anh chị hãy ghi lại nhé. Với cái thực đơn này thì hy vọng có thể giúp quá trình giảm cân của anh chị hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn, đạt được số cân nặng cùng vóc dáng mà mình mơ ước nhé. Ngoài ra thì nếu anh chị muốn giảm từ 3-8kg trong 1 tháng thì hãy để lại chiều cao và cân nặng ở phía dưới của video này. Trang sẽ mách cho anh chị một cách rất là đơn giản để giảm cân mà không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục gì quá cực nhọc đâu anh chị nhé.